Cô xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn có khỏe không? Như các bạn cũng đã biết, hiện nay giai đoạn dịch đang diễn biến phức tạp nên các bạn không thể đến trường được. Chính vì vậy, thầy cô giáo dục thể chất biên soạn kế hoạch dạy học rất cụ thể về nội dung làm sao để truyền đạt tất cả kiến thức để các em có thể nắm bắt và dễ tập luyện tại nhà. Cô giới thiệu với các bạn bài thể dục phát triển chung lớp 2 gồm có 8 động tác. Động tác hương thở, động tác tay, động tác chân, động tác lườn, động tác bụng, động tác toàn thân, động tác nhảy, động tác điều hòa. Để bài học đạt được mục tiêu và yêu cầu, cô có một số yêu cầu như sau. 1. Các bạn phải nghiêm túc và tập trung lắng nghe. 2. Các bạn phải tích cực và tham gia tập luyện tại nhà. Cô xin mời các bạn cùng theo dõi những hình ảnh trên. Ở động tác hương thở và động tác tay, cô dùng phương pháp soi gương. Và sau đây, cô thị phạm động tác hương thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Để các bạn nắm bắt và hiểu rõ hơn, sau đây cô phân tích chi tiết từng nhịp. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng hơn vai hoặc bằng vai, đồng thời hai tay giơ từ dưới lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay, kết hợp hít thật sâu bằng mũi. Nhịp 2, giơ hai tay xuống bắt chéo trước bụng, đồng thời cúi đầu, thở ra bằng miệng. Các bạn lưu ý, tay trái chúng ta sẽ nằm ở phía ngoài. Nhịp 3, 2 tay.
tay sang ngang, lòng bàn tay ngửa, đồng thời đầu ngửa, kết hợp thật sâu vào mũi. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị, thở ra bằng miệng. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhưng đổi bên. 5, chân phải bước sang ngang. 6, nhịp 6, tay phải bắt chéo trước bụng, tay đặt ở phía ngoài. Nhịp 7, 8, 8. Các bạn cùng tập luyện với cô một lần nữa nhé. Động tác phương thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Ở động tác phương thở, các bạn lưu ý nhịp 2 chân trái chúng ta bước sang ngang, đồng thời tay trái chúng ta bắt chéo trước bụng và đặt ở phía ngoài. Và nhịp 6, chân phải bước sang ngang thì tay phải chúng ta bắt chéo đặt ở phía ngoài. Các bạn lưu ý ở hai nhịp này nhé. Cô mời các bạn cùng xem hình ảnh động tác tay. Để các bạn hiểu rõ hơn, sau đây cô phân tích chi tiết từng nhịp. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng hơn vai hoặc bằng vai, đồng thời hai tay sang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 2, hai tay giơ lên cao vỗ vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3, hai tay sang ngang, lòng bàn tay úp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhưng đổi bên. 5, chân phải bước sang ngang. 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn cùng tập với cô một lần nữa nhé. Động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Ở động
bạn còn phải lưu ý nhịp 1 và nhịp 5. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang thì hai tay chúng ta sang ngang, lòng bàn tay ngửa. Tương tự, nhịp 5 chân phải bước sang ngang, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Và nhịp 3. Nhịp 3 và nhịp 7, chân trái hoặc chân phải bước sang ngang, lòng hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp. Các bạn lưu ý ở nhịp trên. Tiếp theo, các bạn cùng thả lỏng các cơ cùng với cô. Một chân trái bước sang ngang, rộng hông qua hoặc qua, đồng thời hai tay giơ lên cao, kết hợp sau bằng mũi. Hai, mở ra bằng miệng. Ba, chúng ta đã thực hiện xong hai động tác vươn thở và động tác tay. Các bạn cố gắng tập luyện tốt tại nhà và các bạn đừng quên cùng tập luyện thể dục thể thao cùng với gia đình để có một sức khỏe tốt để phòng chống dịch Covid-19. Cô hẹn gặp các bạn vào tiết học sau. Bye bye.